lẽ là bộ đôi của Jinju họ cũng không hiểu là sao mình lại có thể vào B và đặt được bom như thế này nhỉ. Smoke Cherry City rồi và giờ sẽ là những tiếng đấu súng thôi. Nico đang đứng ở một góc không quá đẹp khi mà trên tay là một khẩu P250 Hunter, một mạng của Nico. Double kill. Và đó là triple kill. Vision thì quyết định là Nico luôn rồi. Họ sẽ chắt chiu từng cái cơ hội dù là nhỏ nhất tại map thi đấu này, đang muốn đẩy mid, trong đó nhịp độ di chuyển của G2 Esports khu vực bom site B đã được tiến triển nhanh hơn khá nhiều. Hunter hạ gục đi Emilia. Và bây giờ Hunter đang muốn di chuyển độc lập. Nhưng Huxi và những người đồng đội thì đã vào B rồi này. Và có lẽ là G2 sẽ lại bất ngờ khi mà ô kìa, sao bom B lại yên bình tới như vậy. Double kill cho Hunter. Bây giờ thì đẩy ra, đó là triple kill. Nexa cũng hạ gục đi được G. Và Westmelon lộ rồi. Quadra kill cho Hunter ở một round thi đấu mà đối phương Eco chẳng. Đấy rồi. Họ đang chờ đợi. Smoke được trả thì chẳng cản trở đi tầm nhìn của Huxi. Và Hunter đi trong khu bom sai rồi. Một mình Huxi mà thôi, pick được người và chỉ là một tới từ Huxi. Và như vậy là Lin Vision sẽ ngay lập tức có lời đáp trả của mình. Một tình huống mà Hunter bị spam chết qua Smoke. Một pha spam phải nói là cực kỳ nhạy cảm tới từ bên phía của Lin Vision. Smoke cắt đã được ném tới từ các thành viên bên phía của G2 Esports. Hai người cường boiler luôn. Có một tình huống lắc ra và đó là vị trí của Starry đổi được một, không có cái mạng thứ hai. Di hạ cũng được Hunter và chỉ còn một mình Nexa mà thôi. Đặt bom luôn tới từ Nexa mà đối phương đang vào từ Boiler. Vẫn cố đặt nốt. Sai lầm tới từ vị trí của Nexa. Và sẽ là ba đều mà thôi. Một pha di chuyển đội hình tốt tới từ bên phía của Lin Vision. Khi mà nhận thấy rằng đối phương tạo nhiều động ở ba ở khu vực bom xe thì Emilia trả ngay một trái smoke tre đầu chuối. Sau đó thì cũng về A cùng. Để bắn 4A trong round thi đấu vừa rồi. Chiếm được chuối thành công. Và bây giờ G2 Esports sẽ bắt đầu quay ngược trở về để gây áp lực lên khu vực mid. Đội hình của Lin Vision thì vẫn đang là default là 2B và 3A. 50 giây còn lại trên đồng hồ. Và đội hình tới từ bên phía của G2 Esports thì vẫn còn hai quả smoke. Họ sẽ bò dần lên khu vực mid. Hunter là người đầu tiên phải nằm lại. Nhưng ngay lập tức Monexi có lời đáp trả. Hai boiler là một cái setup quá khó chịu vào Westmelon với khẩu M4A4 kìa. Sát tường nó là khổng lồ và một mình Nico còn sót lại. Bom thì đã rời. Điểm chiến thắng thứ 5 sẽ thuộc tay các thành viên tới từ khu vực Trung Hoa mà thôi. Chiếm chuối không thành công và bây giờ thì ngay lập tức sẽ rồng rắn lên mây. Nhưng quả lửa nó được trả quá chuẩn. Tam Minh Starry hơi chớ trong pha sấy của mình. Nhưng Westmelon ở đây thì là câu chuyện hoàn toàn khác. Khẩu M4A4 trên tay của Westmelon thực sự là có quá nhiều sát tường. Và còn lại bộ đôi ngôi sao, Nico và Monesi, nhưng Monesi đã nằm. Thì một mình Nico liệu rằng có thể tạo ra sự đột biến hay không, bắt được cái mạng tới từ Emilia rồi. Một tình huống nhà bắn rất nhanh tới từ Nico. Và thời gian còn lại trên đồng hồ là 1 phút để Nico có thể suy nghĩ và xử lý. Và quyết định sẽ là chơi an toàn tới từ bên phía của G2 Esports. Không cương tại chuối nữa. Và sẽ rotate ngược về mid nhưng vẫn còn 3A. Gì đã bị lửa bắt buộc phải bỏ góc kê của mình. Lùi về kê chân lầu ra mà thôi. Đúng nghĩa với việc khu vực mid chỉ còn một mình Westmelon. Và lần này thì Westmelon không đổi được ai. Flick gãy cổ tay tới từ gì và nó là double kill. Nhưng đó là Starry lại bắn lơi. Gì đã làm hết sức có thể rồi. Có lẽ là Starry lo rằng là có lầu ra. Và kê rất lâu về ở khu vực lầu A. Nhưng round thi đấu này thì G2 Esports lại không để ai đi lầu cả. Tốc. Nhưng vào kiểu gì bây giờ đây? Không có góc để mà tiếp cận khu vực bom sai nữa bởi vì G2 Esports vẫn còn flash để trả ra. Starry lộ tại khu vực chuối rồi. Sọc chết được vị trí của Hunter. Tiếp cận nhưng không thể nào làm được gì. Và điểm chiến thắng thứ 6 quân mình tỷ số là 6 đều dành cho bên phía G2 đã có. Và như thường vậy thì họ sẽ bắn bên T rất hay. Và để xem trong tiếng đấu súng này thì Hunter lại là ép lầu. Và Hunter cũng là người chiến thắng. Nhưng bom sai B là một mình Nico. Sẽ là tiếng bắn lùi thôi, giữ con chắc, đổi được ai thì đổi, sau đó sẽ cố gắng giữ cái vị trí này để cho những người đồng đội của mình retake về. Nhưng mà G2 Esports bắn theo một phong cách rất là bắn rank. À ha, block sờ mốc là hay tới vị trí của Nico, nhưng mà đối phương đã vào Monesi tới nơi. Nico áo tanh công đi vị trí của Westmelon, double kill. Và sau đó thì cũng là double kill được đem về dành cho cả Nico và cả Monesi. 20 máu còn lại của Jack, và góc này của Nico là một góc mà chắc chắn sẽ là người được bắn trước rồi. Đúng là như vậy. Hạ gục được ra. Đổi ca, Huxi cũng đã lên tiếng.
Bắt đầu farm tới Nico, đúng là vua lục luôn. Bắn M4 chúng ta rất bình thường, nhưng cứ rút lục ra là chúng ta thấy đẳng cấp đang được gọi tên Nico. Tưởng có cái mạng nữa tới từ vị trí của Starry, nhưng câu trả lời thì là không. Bắt nào thực sự hiệu quả đây, có một tình huống muốn lắp quả smoke coffin tới từ vị trí. Nico tự ném flash, tự đi quả smoke vào nó, là một tình huống bom đặt quá tốt tới từ bộ đôi bom sai B. Hai người đã đổi được 3, và thậm chí là vị trí của Uxie vẫn còn đang sống. Monesi lộ ra tại khu vực đó là chân lầu, nhưng bây giờ tiền vẫn là bài được, nhưng 1v2 như thế này không có quá nhiều cơ sở để Monesi có thể làm được. Sẽ là 7 và rút ngắn khoảng cách xuống còn là 3 round thi đấu dành cho Lin Vision. Monesi đang giữ khu vực nhà ở của đối phương. Đây rồi, deny được thêm một súng nữa. Thành công. Như vậy thì tuy nhiên thì có lẽ là đã có những cái tình huống côn khác tới được G2 Esports rồi, và Monesi đang về ngược lại khu vực bom sai A. Lin Vision thì đi qua quả smoke của Monesi luôn, nhưng trái lửa này đã khiến họ phải nghĩ lại rồi. Hunter không được, Westmelon quá nhanh. Nhưng Monesi ở đây đổi một Nexa lại chết chay, và từ đây Monesi bị quầy. Double kill cho Monesi là tất cả những gì mà player này có thể làm. Smoke tan đi. Smoke tan đi, Nico đang đặt tâm chính xác rồi, bây giờ chỉ cần bóp cò mà thôi, và chắc chắn sẽ là mạng dành cho Nico. 19 giây phải vào A thôi, nhưng người đứng ở lầu Nexa đã có thể đổi được kịp mạng. Double kill dành cho Nexa, và một khẩu M4, bốn khẩu lục đem về round thi đấu chiến thắng dành cho bên phía của G2 Esports. Để ngăn chặn bốn thành viên bên phía của Lin Vision này không đây. Bắt đầu ném bài, rất nhiều smoke và flash đã được ném. Monesi mù trắng xóa và góc khó quá rồi, Monesi vẫn kịp đổi một, nhưng người về cứu lại người chết. Double kill dành cho Monesi, triple kill dành cho Monesi, rút cả file 7 ra. Có cây bạc thứ tư dành cho Monesi trong khu vực bom sai B. Nhưng chưa hết dành cho các thành viên bên phía Lin Vision, bởi vì Starry đã đổi được 2. Và chỉ còn một mình Nexa mà thôi, 100 máu đối đầu với 7 máu. C4 đã được đặt thành công. Quả nét nó là không đủ để kết liễu được đi vị trí của Starry. Lùi về được trong khu vực mê tốt. Quan trọng là tàng mình sẽ như thế nào. Starry lộ vị trí, nhưng đó là quan trọng tới từ Starry, và chiến thắng thuộc về bên phía của Lin Vision. Nhưng tôi nghĩ với một cái setup đẹp của Hunter cũng như là Nexa ở pit và ở trong khu vực bom sai thì sẽ không có nhiều cơ hội lắm đâu. Bây giờ đối phương bắt đầu trả lửa để có thể di chuyển vào. Hunter không được nhoi, phải để cho Nexa bắn trước. Nexa, đối phương giạt một mạng, và sau đó sẽ là double kill dành cho Hunter. Góc kẹp chiếc